Hi, hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Thì Sài Gòn, ngày hôm nay là ngày thứ 6, 22 tháng 3, 2023. Bây giờ là 7 rưỡi sáng, ba Michael đang có mặt ở đây nè, đó siêu thị Aeon Bình Tân nè mọi người. Bên tay phải là cái khu dãy nhà nè, nhà này là nhà ở hồi xưa, cái mục đích ban đầu là cái khu đất này là được quy định là để xây dựng cho cán bộ công nhân viên mà làm việc trong cái khu y tế kỹ thuật cao rồi đúng không? Cho nên xây hai tòa nhà này, nhưng mà sau này hình như là nghe nói là bán cho người ngoài luôn nha bà con, dự án là bán cho người ngoài luôn mà ưu tiên cho những cán bộ công nhân viên hay là những cái người làm việc á trong cái khu y tế kỹ thuật cao. Ba mấy cậu thấy họ khởi động là kìa bà con. Không phải khởi động mà hình như họ tháo dàn giáo ra. Đây hồi xưa đó, cái ban đầu của nó là cái ao sen đó bà con. Cái siêu thị, toàn bộ siêu thị này là cái nguyên đây một cái ao sen bự lắm. Thập niên 2000 luôn á, thập niên 2000 ở đây nó vẫn là ao sen. Rồi trước đó nữa đó, sau năm 75 đó bà con, thì ra đây là có một cái tiểu đoàn tên lửa đóng ở đây nè. Tiểu đoàn tên lửa 276 thuộc sư đoàn phòng không không quân 367 á. Không phải, sư đoàn 367 phòng không không quân. Rồi nhìn qua bên tay trái này, hồi đó từ bên xưa tiểu đoàn bên đây mà nhìn qua bên đây là nguyên cái nghĩa trang bự lắm. Đứng bên đây nhìn qua là thấy liền luôn. Đó là cái nghĩa trang An Dưỡng Địa đó bà con. An Dưỡng Địa Phú Lâm. Hay có thể mình có gọi là An Dưỡng Địa Phật Học Viện Huệ Nghiêm cũng được. Phải này là cái công ty cổ phần về An Lạc. Vé số ăn xin đầy đủ. Vé số bây giờ có thêm một cái chữ mới là bán ngay cái cây xăng đó bà con. Ở đây là ngay ngã tư này, bây giờ xuất hiện một gia đình em bé nhỏ là cứ dừng ngã tư cái là cho con tiền đi ăn cơm, con đói quá. Rồi con đường này là con đường Kinh Dương Vương. Con đường Kinh Dương Vương này thì hồi xưa nó là gì ta, trên đường Kinh Dương Vương này đó là nó là quốc lộ số 4. Ở đây chúng ta đang ở đây là phường An Lạc. Rồi hồi mà nó còn ở huyện Bình Chánh thì ở đây là thị trấn An Lạc nha bà con. Rồi hồi trước năm 75 thì ở đây là quận Bình Chánh. Con ta, quận Bình Chánh thì ở đây là phường An Lạc. Bến xe miền Tây nè.
cái này hồi xưa người ta gọi là sa cảng miền Tây. Đó, ai muốn đi về miền Tây lục tỉnh đó, là mình ra đây nha mọi người. Năm 1964 nơi đây là toàn là ruộng. Rồi sau khi xây cái bến xe miền Tây xong thì xung quanh vẫn là toàn là ruộng với ao rau muống. Đa phần bà con bác ha, xe biển vàng không. À, biển vàng số đen, xe biển vàng là dạng xe kinh doanh vận tải á mà con. Hồi đó mấy chiếc xe này là biển trắng thì không có phân biệt được xe nào là xe kinh doanh, xe nào là xe cá nhân gia đình. Mà từ khi mà gắn cái biển vàng này lên cái rồi là nhìn là biết ngay luôn bà con. À, xe nào mà biển số vàng là biết là xe kinh doanh vận tải. Với lại từ khi mà xe gắn qua biển vàng nè, người dân người ta cũng phân biệt được. Chứ hồi đó cái cánh tài xế nổ dữ lắm bà con. À, ban ngày thì chạy xe dạng như taxi gì đó. Nhưng mà sau khi mà về tới nhà bắt đầu lột sạch hết trơn, bắt đầu nó mình là bắt đầu trở thành dân có tiền. À, hồi xưa Sài Gòn mình á, là dân có tiền là đi bằng xe hơi, mới có xe hơi mà đi, hoặc là lâu lâu có đi về quê á, lái xe hơi về. À, nhưng mà trên đây chạy taxi thấy bà nội luôn. À, từ khi có dính cái bảng số vàng đó rồi đâu có xạo được nữa bà con. À, chứ đó mỗi lần mà đi về quê ở trên đây chạy taxi với về quê bắt đầu chở vợ con về quê bắt đầu cái ngồi nhậu bắt đầu nổ dữ lắm. À, lên Sài Gòn làm ăn kinh tế khó khăn rồi mua được xe hơi nhà lầu tùm lum nghe mệt lắm. Giờ chính cái bảng số vàng đó giờ thôi cái số phận làm cách taxi thì phải nói là chạy xe thôi, không có xạo được nữa. Không biết các cô chú mình anh chị và các bạn ở nước ngoài, nhất là bên Mỹ, không biết có vậy không ha. Chứ ở Việt Nam mình và mày còn thấy ở đó có nha. À, con đường này đường Hậu Giang nè bà con. Có gì biết không, có là cái kiểu như ba mày còn mới kể á, làm công mà cái tối ngày cái thể hiện tao đây làm chủ không à. Không biết gì kiều có không ha. Ở bên bển mình làm gì không biết mà về Việt Nam thấy là toàn là những người thành công mà tiền xài như nước. Ba mày còn nhớ vào cái thời mà khoảng hồi xưa đi, mình nói giờ mình không biết nói thời nào hết, không biết bên bển thì kiều làm có ngon lành không, biết về đây là việc tiêu xài tiền ghê lắm mà con. Đi chơi là bao hết gia đình đi chơi. Đó, thiệt. Đó, đi chơi là bao hết gia đình đi chơi, cái gì cũng chi, ăn uống trong nhà ở bên Việt Nam này là chi hết, đi tất tần tật, đi chơi cũng chi luôn. Nói chung cho nên hồi xưa mà Việt Kiều mà về nước ấy, dân Sài Gòn nói riêng và nói chung là ở dân trong nước á, họ khoái lắm. Trời ơi, Việt Kiều về là được đi chơi nè, đi Đà Lạt, đi Vũng Tàu nè, đó, bao hết, bao sạch, anh chị em dòng họ có hết, thậm chí nha, có quà nữa, có đồ nữa, có tiền nữa, có người thì cho tiền mỗi người luôn, mỗi người chút, đó, giống như đại gia vậy bà con. Đó. Cho nên chính vì lẽ đó cho nên bà con có biết bây giờ là hàng ngày vẫn có một số người mà đi xếp hàng, đi xin qua Mỹ,
hoặc là đi xin qua mấy cái nước phát triển với cái mộng là coi như mình làm giàu qua bển tiền bạc dễ kiếm lắm bà con. Ba mày rồi chưa có đi Mỹ, chưa có đi qua mấy cái nước của nước ngoài đó, cho nên không biết nó như thế nào. Thì bà con cô bác nào có biết rồi, bà con cô bác chia sẻ giúp bà mày rồi với nha. Bánh mì sáu vàng. Rồi giờ mình đi tới đây là đường 844A. Chứ ở Việt Nam này ba mày cầu thấy người dân làm lũ quá, bán vé số xin ăn mấy người này mà coi như thôi không nói, nói bắt không đụng chạm. Con đường này đường Hậu Giang rồi bà con. Ở đây có tiệm bán cà phê, phụ nữ mua nhiều lắm bà con. Ba mày còn nói thiệt, không biết hôm nay bây giờ còn xếp hàng không nè. Mấy chị em nhà ta là tự nhiên là mua cà lấy quán này mua cà phê nhiều lắm. Bà con tin bà con bác để ý ha, đa phần là nam rất là ít nhưng mà nữ rất là nhiều. Đây, đó, trước mặt đẹp quá bà con bác thấy nữ không không? À, ba mày còn có nói dốc đâu, đó, nữ không à. Rồi mình thì chạy lên đây luôn. Phim sữa. Trời, ba mày cậu uống riết cho nó biết mặt luôn rồi. Tới là phin sữa. À, cà phê sữa nóng. À, bà đâu quá, nữ không à. Đó. Ba mày cậu nó dắt ra. Đây, xin thưa mời bà con các bác uống cà phê với ba mày cầu ha. Ở đây ba mày cầu thấy là mấy em cho ba mày cầu ly nước trà nè. Đưa cái mã ra quét tiền vô. Bà con có để ý đi, đa phần là phụ nữ. Mà cái cà phê mấy em đây nó pha ngon lắm bà con. Mà ba mấy cô thích uống cà phê phin cho nên là đó, giờ tới là coi như nó quen rồi đó. Tới là nó biết ba mấy cô uống phin sữa luôn. Vậy là đi tới nhiều lần bắt đầu quen mặt rồi đó. Thế hồ con heo kìa. À, đây, đây là quay heo. Heo quay Hình Sơn.
con chở bà con cô bác đi quẹo tay phải xuống đây ha. Xin bà con cô bác ở dưới khúc mà Nam Lý Chiêu Hoàng ở đây nè. Đây, Bắc Lý Chiêu Hoàng á, Bắc hay Nam gì đó, ba mươi quên rồi. Bắc hay Nam ta, Nam chứ, Nam Lý Chiêu Hoàng. Khu đó là khu đang chuẩn bị giải tỏa đó. Người dân ở đó sống 20 năm rồi đó, mà giống như giờ trong một cái khu ổ chuột rồi đó. Bữa nào ba mươi cầu chở bà con bắt xuống dưới coi. Giờ hôm nay ba mươi cầu phải ra Sài Gòn. Hôm nay là ngày 22 tháng 3 2023 2024. Hôm nay là ngày sinh nhật của ông Michael. Tối nay về là phải lo làm sinh nhật cho nó. Rồi ngày mai là gia đình sẽ làm sinh nhật. Rồi ngày mốt chủ nhật rồi nó sẽ làm sinh nhật, nó đãi bạn đó. Thì là 3 buổi chắc có lẽ là hôm nay để ba mươi cầu coi, ba mươi cầu quay phim được bao nhiêu thì ba mươi cầu quay. Rồi bắt đầu ngày mai thì là dành cho gia đình rồi đây. Không biết có thời gian để đi quay hay không. Ông bà ngoại ở dưới quê cũng lên luôn à, mấy anh chị em tập trung về qua nhà ba mươi cầu chơi. Cầu này cầu Hậu Giang nè bà con. Bên đây phải ba mươi cầu, đây là bốt Nguyễn Văn Tố. Bên kia là đường Minh Phụng nè. Đây là ngã tư Minh Phụng với đường Hậu Giang. Ở bên tay trái 30 gò đây, ở bên tay phải luôn nè. Hồi xưa trước năm 75 là trường Quốc Việt. Hôm nay sáng nay ba mày rồi đang cố gắng phấn đấu đi quay ba phim để trừ hao đó, là hôm nay phim, ngày mai phim, chủ nhật phim, mỗi ngày phim. Có gì bà con cô bác coi video cũ giúp ba mày rồi nghe. Rồi ở đây hồi xưa đó là cái cầu Bình Tiên rồi đó. Đây là bán cái cảnh mấy người dân người ta đi bán xe đẩy á, không phải xe đẩy nữa, mấy cái xe mà tự chế á. Bên kia đó là chợ Bình Tiên, con đường đó đường Phạm Phú Thứ. Bánh sinh nhật, trời ơi chết cha rồi, nhắc bánh sinh nhật mới nhớ, chưa có đi đặt bánh cho nó nữa, chết rồi. Lát nữa ghé tìm bánh ghi van đặt mới được. Con đường này là đường Văn Thân nè bà con. Ba mày còn nhớ bên tay trái, ba mày còn có một cái quán chay.
ở đây có một cái quán tiệm cơm chay Phật Hữu Duyên nè bà con. À, Phật Hữu Duyên. À, bà con cô bác có nhớ rằng là hồi xưa đó, ở trên cái con đường La Gai á, con đường Nguyễn Tri Phương bà con, đối diện qua cái khu mà dịch tiệm á, có một cái tiệm cơm chay á, nổi tiếng đó bà con. Bây giờ giờ về đó là Phật Hữu Duyên đó bà con. Không biết các cô bác còn nhớ cái tiệm cơm chay đó không? Rất là nổi tiếng luôn á. Chúng ta đang đi trên con đường Văn Sơn. Con đường này xin thưa bà con bác dẫn chúng ta đi về một cái nơi đó là gọi là Bốt Bà Lài. À, các cô chú bác có từng nghe cái danh mà Bốt Bà Lài chưa? Nó là ở đây nè. Hôm nay ba mẹ còn chưa biết kể chuyện gì với bà con cô bác hết. Ngày nào cũng có chuyện để kể. Mà bà con cô bác có biết tại sao không? À, ba mẹ còn mà kể chuyện nhiều quá, ba mẹ còn sợ bị hớ lời lắm. Khổ lắm. Mà mỗi lần mà những cái video mà ba mẹ còn mà kể chuyện mà về tâm sự hay là gì đó, là ba mẹ còn về, ba mẹ còn phải mất thời gian để ba mẹ còn ngồi nghe lại. À, mà hôm nay thứ sáu giống như ba mẹ cầu nãy có nói á, hôm nay sinh nhật nó rồi về là bắt buộc là ba mẹ cầu hôm nay ngày mai ngày mốt là ba mẹ cầu bận lắm. À, cho nên ba mẹ cầu chỉ đi quay đường phố thôi, không dám tâm sự nhiều, không dám nói nhiều. À, nói thì sợ nó bậy nó bạ rồi bắt công phiền phức. Cái con người người ta có cái miệng mà ông bà người ta thường hay nói phải không, họa từ miệng ra đó. Đó, cho nên nhiều khi cái lời nói mình không có ác ý gì đâu, nhưng mà cái cách hành văn, cái cách diễn xuất mình nó nhiều khi khiến người ta hiểu lầm, cái nó gây ra đủ thứ chuyện đó. Cho nên phải ngồi phải xét lại từng lời nữa. Ở trong hình trời ơi, ở đây có một cái cửa hàng mà kế bên đống rác này, ngồi hít đống rác này trong tắc đuối á. Mình đi ngang qua mình chịu không nổi, mà mấy người đây người ta sinh sống sao ta chịu nổi ta. Rồi cái tập cụm này á, tính nói tính bàn luận mấy cái chuyện này rồi bình thường ba mấy người sẽ bàn luận rồi để có cái tiêu đề để giật view cho vui, mà thôi hôm nay ba mấy người chỉ là đi quay phim đường phố thôi. Bên tay phải ba mấy người đây là hồi xưa là hãng rượu Bình Tây rồi. Đây là trường trung học cơ sở Văn Thân. Mà cái kênh của ba mày cầu mà không có giật view, câu view là pin nó không có lên. À, nó thấp tè tè. Thôi thì để ba mày cầu thử nghiệm luôn. Nếu mà mình không giật view thì coi thực tế á, khi mà ba mày cầu không giật view á bà con. Để ba mày cầu coi là cái bản chất của nó là có bao nhiêu người xem. Nếu mà ba mẹ cô nói thật, nếu mà chỉ cần khoảng 3-4 ngàn người xem thôi, chắc ba mẹ cô bỏ giật view luôn. Tại vì ba mẹ cô cũng chỉ mong muốn là được khoảng 3-4 ngàn người xem thôi. Chưa có lúc nào mà ba mẹ cô đang mong muốn mà mình trở về cái thời xa xưa của ba mẹ cô, lúc mà ba mẹ cô làm phim nữa bà con. Những cái tiêu đề nó nhẹ nhàng, những cái tiêu đề mà nó nó là sao ta? Không, cũng vậy à.
đó, đường nào cũng bị chửi á. Ba mày còn nhớ năm xưa ba mày còn lúc mà mới làm video về Sài Gòn xưa á, ba mày còn thấy ba mày còn cũng bị chửi à. Những cái tiêu đề lúc đó là hầu như là sạch sẽ à, chỉnh chu à, nhưng mà cũng bị chửi rồi. Thậm chí xin thưa với bà con bác, còn ba mẹ còn bị chửi một cái cách rất là lãng nhách à, trong video không bao giờ nói về Việt Nam Cộng Hòa à, mắc gì bộ bị cái gì sao không dám nói về Việt Nam Cộng Hòa. Thế là ba mẹ còn cái ba mẹ còn phải làm video mới nói ủa Việt Nam Cộng Hòa có gì đâu không dám nói à, thì muốn thì cứ nói Việt Nam Cộng Hòa. Thế là ba mẹ còn nói trước năm 75 đây là à, gì của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi thế là ba mày cũng bị chửi rồi con. Ăn này là một cái hàng gì đó à, bà con cô bác nên tránh xa tẩy chay kênh này. À, cái thời điểm đó ba mày còn tự nhiên giờ ba mày còn hình dung lại ba mày còn giống như cái con lừa đó ta. Có cái bức tranh gì mắc cười vui lắm rồi con à, hai ông cháu gửi cho cái con lừa hay con ngựa gì đó, cái dân ở dưới mà rồi nó nói cái thế là ông đi xuống à, để cho con đó nó cưỡi con cháu, cái thế cũng bị nói nữa, thế là con cháu xuống ông leo lên ngồi đó. Rồi cũng bị chửi nữa. Rồi cứ cùng cái hai ông cháu đi bộ luôn chứ đi chung với con lừa. Thế là cũng bị chửi luôn. Xã hội quản chức nó kỳ cục quá ha bà con quá ha. Rồi đây con đường này đường Phạm Hữu Tứ nè. Rồi đó mình mà quẹo tay phải này mình về tới cầu chữ U rồi bà. À bên tay trái là phường Diêm Thuận. À xin thưa với bà con cô bác á, nơi đây á. À, nơi đây hồi xưa người ta còn gọi đó là chợ Cầu Bót á bà con. Sau này xây cái chợ Bình Tiên xong bắt đầu mới dời lên cái chợ Bình Tiên đó, xưa ở dưới đây là cái chợ nè, trên cái con đường này nè đó, thì nhìn qua cái bức tranh đó bà con có bác thấy không, sống sao cho vừa lòng người. Đó, mà lòng người mình sống không được thì thôi giờ mình sống vừa lòng mình đi cho nó khỏe. Ở đây tiệm bếp nhà Gia Phú rồi bà con. Bếp nhà Gia Phú này là của người Phúc Kiến đó bà con. À, bà con bác muốn ăn cái mấy cái món ăn của người Phúc Kiến đó, bà con bác ra cái khu vực này. Con đường Gia Phú này là nhiều món tiệm ăn nổi tiếng lắm nha bà con. Xích xích lên trên kia cũng vậy đó. Ở đây có cái chung cư ha. Mát mẻ. Trường Phạm Hữu Tứ nè à, ở đây là vào cái dịp Tết Thanh Minh đó, à, quên à, Tết Đoan Ngọ bà con, ở đây bán bánh bá trạng dữ lắm. Năm ngoái ba mẹ cậu cũng ra đây mua bánh bá trạng nè. Xin thưa bà con bác, năm nào cũng vậy, gia đình của ba mày cầu ăn ba bánh bá trạng đủ loại. Phúc Kiến có, Quảng Đông có, Thiều Châu có, thậm chí bánh Hải Nam có luôn. Mà bánh Hải Nam là do gia đình ba mày cầu tự gói. Mỗi lần mà ba mày cầu về, ba mày cầu đem về bị má vợ ba mày cầu chửi hoài. Bà con bác biết tại sao bị chửi không? Ở nhà gói bánh một đống rồi, mày còn vác cái đống bánh đem về làm gì? À, nhưng mà con có bác ba mày còn đi làm video mà làm youtuber mà đi làm phim mà ổng đi mua ổng đi hỏi thì sao làm đó, thế là năm nào ba mày cũng mua á, mua bánh Quảng Đông nè, mua bánh Phúc Kiến nè, mua bánh Diều Châu nè. Ở nhà thì má vợ làm bánh Hải Nam đó, thành thử là bốn loại bánh, chỉ có một bánh có một loại thôi mà ba mày còn không mua được. Thành thưa bà con bác, bánh của người Hẹ là người khách gia bà con, không có bán, không thấy bán luôn. Rồi giờ mình ra mua thì cái người bán ba mày gò đó cũng có tính là ra hỏi người bán
xin thưa bà con bác, họ nói hè hè vậy thôi, họ nói khách gia vậy thôi chứ thật sự có đâu. À, bên tay phải ở đây là đường Mai Xuân Thưởng với đường Phạm Văn Chí nè bà con. Xin thưa bà con bác, nơi đây hồi xưa đó là tòa hành chánh quận 6 bà con. Ty cảnh sát quốc gia quận 6 hồi xưa cũng nằm đây luôn. À, đây à, mấy cái tiệm ăn của người Hoa nhiều lắm. Cái góc này nè. Đi mé mé hồi nãy ba mày còn chạy thẳng xuống mé mà chợ gà Gia Phú á, là xin thưa bà con bác còn nhiều tiệm ăn nổi tiếng nữa. Heo quay vịt quay khúc đó cũng ngon lắm. Phần là người Hoa đó bà con. Ồ, có bánh bột nữa kìa. Ồ, ba mày cậu thích ăn bánh bột khoai môn lắm nha. Bánh bột khoai môn nó khác cái bánh củ cải nha. Bánh củ cải ăn cũng ngon lắm. Ở đây tiệm người Hoa nhiều ghê không nè. Rồi con bắt ha. Ra lại phường Phạm Phú Tứ. Rồi giờ để ba mấy cậu uống miếng cà phê ha. Bây giờ mình vô tới chợ Bình Tiên rồi. Thì chợ Bình Tiên thì nó quen thuộc quá rồi. Để bà con cô bác coi cảnh thôi. Chợ Bình Tiên cũng giống như bao nhiêu ngày trước, không thay đổi. Rồi khu này khu ăn uống rồi mà. Thank you.
cơm chiên, hủ tiếu, bánh canh. À, các cô, chú, anh chị và các bạn còn nhớ được cái cảnh mà hồi xưa mà lúc nhỏ của mình mà được cha mẹ dẫn đi chợ mà con. Thời nay con nít nó không còn biết cái cảnh này đâu. Chứ hồi mà hồi xưa đó, xin thưa bà con bác con nít đó, nó có hai cái thứ vui. Thứ nhất là đợi mẹ đi chợ về. À, mẹ mà đi chợ về thường hay mua cho nó cái quà, cái bánh, cái kẹo, hay mua cái gì cho nó thích lắm. Cho nên mỗi lần mà mẹ mà đi chợ về cái à, mẹ về và chạy ra lục giỏ đồ là một. Cái thứ hai nữa, có một cái thú vui hồi đó nữa, đó là được mẹ dẫn đi chợ. Bây giờ mình gọi bằng mẹ chứ hồi xưa ba mày còn gọi má nha, nhưng mà thôi tại vì gọi theo cái hành văn cho nó quen. Chứ xin thưa bà con bác, hồi đó ba mày còn gọi má mà, ngày ba mày còn gọi mẹ. Được má dẫn đi chợ cái là thường á, xin thưa bà con cô bác, được dẫn đi chợ vào cái thời điểm đó là cái gì, là cái thời điểm mà coi như là gần Tết, là để đi mua sắm đồ thôi. Rồi đó mua sắm nó vô chợ mua sắm đó mà, chứ không phải như bây giờ là đi vô siêu thị, thậm chí bây giờ siêu thị nó không thèm mua nữa, vô mấy trung tâm thương mại, vô mấy cái mò á. Ba mày còn nói mò chắc không ai biết đâu nha. Mon, ở Việt Nam mình gọi là mon. Các cô chú bác, anh chị và các bạn nên nhớ nha. Về Việt Nam mà bà con bác kêu dân Sài Gòn ấy dẫn tao đi vô mấy cái mo này, nó thật sự ba mày gọi nó thật. Bà con cô bác nói vậy, dân Sài Gòn không ai biết dẫn bà con bác đi mo nào đâu. Giống như vô muốn đi Aeon Bình Tân hay là muốn đi Racing Mall, bà con bắt nó Russian Mon, Mon nha, Mon chứ đừng Mo, Mo không ai biết Mo là gì đâu. Đường này đường bãi sậy. Nhớ về mấy cái thời đó thấy vui ha bà con ha, được dẫn đi chợ khoái lắm đó nha. Mà phải ngoan, phải học giỏi, phải sao mới được dẫn đi á, áp lực dữ lắm. Thời đó xin thưa bà con bác, cái thời mà nó thiếu thốn, để ăn được ổ bánh mì không là cũng phải có dịp gì đó mới ăn nha bà con nha. Khổ lắm. Muốn ăn một ổ bánh mì là cũng phải đợi mà dịp gì á, bánh mì gà đó bà con, bánh mì gà cung cấp á, là cũng phải đợi coi như là cuối kỳ hay gì đó mới được ăn á, ba mày còn nhớ là như vậy. Hay là cái đó là cái loại nhỏ nhỏ nha, là phải dịp nha. Ba mày còn đến nhớ đó, năm khoảng năm 89. Xin ơi bà con bác, ôi trời con gì vậy? Chim gì mà sao nó không bay mà nó đi nhảy vậy, tổng trời. Ba mày còn nhớ năm 89 90, trời ơi, gia đình của ba mày còn muốn đi mà đi vô ăn cái tiệm thôi bà con, chứ nó là tiệm thôi chứ không phải là nhà hàng nữa, như là tiệm cơm Phước Thành đó bà con đó. Hay là bò bảy món Apagolac á, là cũng phải đợi Việt Kiều về nước nha bà con. Phải đợi Việt Kiều về nước mới dám ăn. Mà đa phần mà đó năm 89-90 mà về nước là đa phần là Việt Kiều ở bên Tây không mà, chứ lúc đó là Việt Kiều Mỹ chưa về đâu, đa phần là Việt Kiều bên Tây về. Thì gia đình hình như hôm bữa trước ba mẹ cậu có kể không, gia đình ba mẹ cậu là mấy anh chị em rồi cô chú rồi mấy ông mấy bà đa phần là bên Tây ha. Ở đây ba mày còn thấy đèn đỏ mà sao người dân ta chạy lén hết rồi đó, thôi mình chạy luôn.
xưa con người nó khổ vì cái ăn cái uống nhiều lắm. Còn thời nay thì xin thưa bà con cô bác, con nít thời nay thì phải nói rằng nó sung sướng quá. Sướng hơn thời ba mươi còn nhiều lắm. Cho nên cái chuyện mà cái quần cái áo bây giờ nó đâu có thích đâu bà con. Thậm chí mua về cho nó cũng chả thèm, nó không thèm đụng vô luôn nữa. Mua quần mua áo cho nó là phải đúng sở thích cho nó kìa. Còn không thôi hả, dẹp bà luôn đi, thôi nghỉ luôn đi, khỏi mặt đi, đó vậy đó. Rồi ăn uống hả, ăn mà phải ăn đúng món thích của nó nha. Trộn thôi hả, thôi nghỉ luôn đi, khỏi ăn luôn. Nó mày mang á, thậm chí bây giờ cha mẹ có kiểu mà xin thưa bà con quá, cha mẹ mà đi năn nỉ con ăn á, thiệt, nói những cái điều mà bà con bác nói mẹ không ăn cho nó bỏ đói nó đi. Hồi xưa con cái mà thấy mà được dẫn đi ăn này nọ cái là khoái mừng chết, nhiều khi ngủ không được luôn. Ngày mai đi ăn nhà hàng nha, trời ơi là ngon lành rồi. Thì xin thưa bà con cô bác, ngày mai là mình sẽ đi ra nhà hàng ăn cái món này, ăn cơm nha. Xin thưa bà con bác, nó nổi mà cái như là sáng không hề ăn luôn á, trưa không hề ăn luôn á, nhịn để chiều đi ăn luôn cho nó ngon. Vậy đó bà con. Còn thời nay hả, kêu đi ăn nữa, trời ơi, ôi, không thích, nó dở ẹt. Rồi, đây là chợ Bình Tây. Bởi vậy người ta nói, ông bà ta nói sướng quá sinh tật. Xấu quá. Ôi trời ơi. Con đường này đường Trần Bình, hồi xưa ở đây có vựa mía nữa. Châu lòng bán dạo bà con, hồi xưa là gánh còn giờ là chạy xe.
Rồi, ra đây rồi. Rồi thôi, chắc ba mẹ cô xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Thank you.